Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Trận chạm trán kịch tính và ác liệt giữa quân Ly Khai và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cùng quân đội Việt Nam tại khu vực Quảng Trị, giáp Lào. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến trận chiến kéo dài trong suốt hàng chục ngày đêm qua giữa lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và quân đồng minh Quân đoàn Dân chủ Ly Khai chạm trán cùng với quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây được coi là một trong những trận chiến ác liệt nhất từ đầu năm đến nay và gây sự chấn động dư luận mạnh mẽ nhất trong mấy ngày qua. Diễn biến của trận đụng độ là kịch tính này ra sao, tất cả đều sẽ được giải mã chi tiết trong chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, thành phố Quảng Trị nằm gần quốc lộ 1. Đây là tiền đồn phòng thủ của lực lượng quân khu 5, khi nơi đây thường bị các lực lượng đấu tranh đòi tự do xâm nhập từ Lào. Giành được khu vực sẽ có giá trị lớn về tính biểu tượng. Sau khi mở chiến dịch bão lửa biên giới từ sau hai đợt tấn công đến tháng 5, thì lực lượng đòi tự do đã giành quyền kiểm soát được toàn bộ khu vực này. Theo các nguồn tin quân sự chúng ta có được, đây cũng là thời điểm mà Liên quân đang bổ sung lực lượng chuẩn bị cho đợt tấn công thứ 3 vào Huế. Trong lúc này, phía quân đội Cộng sản Việt Nam cũng đang ráo riết tập trung lực lượng nhằm tái chiếm lại khu vực mang tính địa chiến lược này. Để chống lại các cuộc bắn phá dữ dội chưa từng có, Quân đoàn Dân chủ và lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chỉ có trong tay một vài xe tăng và một số đơn vị pháo phòng không. Lực lượng tác chiến chủ yếu là bộ binh. Với mật độ hỏa lực hạng nặng, dày đặc của đối phương, ước tính có tới hơn 80% thương vong của Liên quân trong trận đánh là bởi các đợt anh tạc và pháo kích. Chỉ có một phần nhỏ là trong các cuộc đổ súng bộ binh. Cũng theo các nguồn tin quân sự, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, không quân quân khu 5 bắt đầu ném bom rải thảm Quảng Trị để chuẩn bị các hoạt động của bộ binh. Mục tiêu của quân đội Việt Nam là phải giành chiến thắng, tái chiếm được khu vực này trước cuối tháng 7. Chiều ngày 28 tháng 6, sau khi vượt sông Mỹ Chánh, lực lượng quân khu 5 đã cô lập được một bộ phận của các sư đoàn 304 và 308 của Liên quân ở nam sông Mỹ Chánh. Hướng đông, ngày 29 tháng 6, các sư đoàn chính quy của quân Cộng sản tấn công các khu vực Diên Khanh, Xuân Viện, Kim Giao thuộc huyện Hải Lăng, phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Chim Ưng 369 từ Mỹ Thủy và Cổ Lũy đánh ra. Sau khi nhổ từng chốt chặn của phe Liên quân trên khoảng cách từng hecta một, chịu thương vong hơn 300 quân, các sư đoàn quân Cộng sản đã có mặt ở ngoại vi thị xã Quảng Trị nhưng không lọt vào được. Ngay lập tức, Liên quân điều động sư đoàn 325 và sư đoàn 312 vào tham chiến cùng với các lực lượng tại chỗ để giữ Quảng Trị. Ngày 30 tháng 6, tiểu đoàn 3, trung đoàn 48, quân đoàn Dân chủ Ly Khai sử dụng đại đội 9 tăng cường một trung đội của đại đội 10 với một trung đội địa phương và 3 xe tăng, được trung đoàn pháo 45 chi viện trực tiếp thực hành phản kích đối phương ở phía Đông La, Văn Hữu. Quân đội Việt Nam thấy xe tăng bất ngờ xuất hiện nên đội hình rối loạn. Trong cuộc chạm trán, lực lượng quân khu 5 bị thương vong hàng trăm binh lính, bị bắn cháy hai xe tăng và bị đánh bật ra khỏi khu vực La Văn Hữu. Trong khi đó, Liên quân bị hỏng hai xe tăng, một chiếc do bắn nhầm và một chiếc bị phá do bom. Đến lúc này, đà tiến vẫn bị chặn đứng. Quân đội Cộng sản Việt Nam liền tăng cường hỏa lực, nâng tổng số đạn pháo đánh phá thị xã từ 8.000 viên trên ngày lên 15.000 viên trên ngày. Cao điểm có ngày lên tới 30.000 viên trên ngày, sử dụng 40 đến 60 lần trên chiếc máy bay phản lực một ngày, dùng bom khoang đánh phá hầm hào tường thành, tăng số phi vụ máy bay ném bom dọc bờ Tả Ngạn, sông Thạch Hãn và hậu phương để ngăn chặn Liên quân tăng cường quân số, vận chuyển tiếp tế. Ngày 1 tháng 7, một máy bay trực thăng chở đại tá Nguyễn Trọng Bảo và nhiều sĩ quan quân khu 5 đi đốc thúc binh sĩ và thám sát thực địa. Chiếc trực thăng bị một trận địa xuống máy 12,7 ly của quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa do Bùi Trung Thành chỉ huy tiêu diệt ngay
tại thị xã Quảng Trị cùng tất cả số sĩ quan trong trực thăng. Rạng sáng 14 tháng 7, một đội biệt kích đột nhập vào phía đông thành cổ bằng cách luồn lách qua một nghĩa địa của cộng đồng Thiên Chúa Giáo phía nhà thờ Tribu, rồi men theo các đường cống thoát nước để leo lên thành. Định cấm cờ và chụp ảnh để có lý do tuyên truyền, nhưng chưa kịp cấm thì bị đại đội 14 trung đoàn 48 quân Ly Khai phát hiện và tiêu diệt một số. Số còn lại phải rút chạy bỏ lại lá cờ. Mũi đột kích sau của Sư Dù và thiết đoàn 20 cũng bị đẩy lùi. Thương vong mỗi bên lên đến hàng nghìn người. Sau 10 ngày liên tục tiến công, quân khu 5 chịu tổn thất khá lớn. Ngày 2 tháng 7, phía quân đội Cộng sản tổ chức tấn công đợt 2 nhằm chiếm thị xã. Trong trận này, phía quân khu 5 tổn thất 2 đại đội và 11 trực thăng ở Nại Cũ. Sau đó họ đã chiếm được các làng Trì Bu, Cổ Thành, Trung đoàn 18, Sư 325 bị tổn thất nặng và rút ra Ái Tử, Đông Hồ. Bộ Tư lệnh B5 điều Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 vào thay. Quân đội Cộng sản đã hình thành thế bao vây ba mặt quanh thị xã Quảng Trị nhưng chưa vào được nội đô. Để ngăn đường tiếp vận của liên quân, phía quân khu 5 liên tục ném bom, nã pháo hạm, pháo hạng nặng quốc lộ 1 và khu vực quanh thành cũng như quanh khu vực thị xã Quảng Trị. Ở Long Quang, tuyến phòng thủ đầu tiên của quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Cộng sản lúc này ồ ạt sử dụng xe tăng và pháo binh tấn công chính diện kết hợp máy bay ném bom để chọc thủng tuyến phòng thủ này. Đồng thời tổ chức mũi thọc sườn tuyến phòng thủ tập kích bí mật trong đêm, đào hào để xiết vòng vây đối với liên quân và sử dụng bộ binh để kéo phe liên minh khỏi nơi ẩn nấp, sau đó sử dụng bom và pháo binh để tiêu diệt. Tuy nhiên, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của quân khu 5 đã bị bẹp bẻ gãy. Sau đó, phía lực lượng quân khu 5 đã tung lực lượng dự bị vào chiến đấu, chiếm được các làng Trì Bu, Cổ Thành. Tiểu đoàn đặc nhiệm Kim Ưng, quân Cộng sản 27, tiến sát góc đông nam thành cổ nhiều lần, lao lên định cấm cờ lên tường thành nhưng đều bị trung đoàn 48 đẩy lùi. Hai bên tổn thất lớn về sinh mạng. Nhiều thời điểm quân đội Cộng sản pháo kích liên từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, chưa kể các đợt pháo kích trong đêm. Để tìm kiếm quân nổi loạn, không lực quân khu 5 sử dụng L-19 và OV-10 để trinh sát. Sau khi nhận thấy trận địa của liên quân, lực lượng máy bay trinh sát sẽ thả pháo khói xuống mục tiêu để các loại cường kích pháo binh tấn công vào mục tiêu. Tiếng pháo và bom nổ không ngớt. Ngày 5 tháng 7, tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, quân Ly Khai cùng đơn vị hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã tập kích diệt một đại đội quân đối phương ở Hạnh Hoa, đánh thiệt hại 3 đại đội khác, bắn cháy 5 xe tăng. Trong khi đó, một sở chỉ huy nhỏ của quân giải phóng ở gần cổng Tây của thành cổ bị máy bay quân khu 5 ném bom và bị san phẳng cùng với một bức tường cao hơn 4 mét của thành. Lúc này trận chiến diễn ra ác liệt, liên quân phải chiến đấu trong điều kiện rất khó khăn khi bên ngoài là bóng đêm và hỏa lực của đối phương, bên trong là những căn hầm ngập nước khiến cho nguy cơ cắt vết thương bị nhiễm trùng tăng cao. Giao tranh diễn ra dữ dội. Có cứ nơi trên trận địa có 3 lớp người chết, có cả lính của hai bên. Không khí chiến trường trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Và diễn biến tiếp theo của trận chạm trán đầy kịch tính và hy hữu này như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Ngoại trưởng Nga nói nước này sẽ coi F-16 ở Ukraine là mối đe dọa hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva không thể phớt lờ khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, có thể được các quốc gia phương Tây viện trợ cho Ukraine. Bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí tinh vi hơn cho Kiev, Mỹ và các đồng minh NATO đang tạo ra nguy cơ đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Điều này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Đài RT Nga dẫn lời ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với báo Lenta.ru hôm 12 tháng 7. Ông Lavrov cho rằng
kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho IS là một ví dụ khác về động thái leo thang của phương Tây và là một diễn biến vô cùng nguy hiểm. Theo ông, Nga đã thông báo cho các cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Anh và Pháp rằng Moskva không thể phớt lờ khả năng mang vũ khí hạt nhân của loại tiêm kích này. Ông cho rằng không có đảm bảo nào của phương Tây sẽ giúp ích trong vấn đề này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng trong bối cảnh giao tranh, quân đội Nga cũng không thể điều tra xem có chiếc máy bay phản lực nào được trang bị vũ khí hạt nhân hay không. Thực tế, sự xuất hiện của các loại vũ khí này trong lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được chúng tôi coi như mối đe dọa từ phương Tây trong lĩnh vực hạt nhân, ông Lavrov tuyên bố. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, hôm 12 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan cho biết phương Tây sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, có thể là từ các nước châu Âu có nguồn cung F-16 dư thừa. Trước đó một ngày, Đan Mạch thông báo rằng một liên minh sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine vận hành loại máy bay do Mỹ sản xuất này vào tháng 8. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hồi đầu tuần này cũng cho biết những chiếc F-16 đầu tiên do người Ukraine vận hành có thể bay trên bầu trời vào cuối quý đầu tiên của năm 2024. Kiev đã thúc giục các quốc gia phương Tây viện trợ F-16 thế hệ thứ tư suốt nhiều tháng vì cho rằng loại máy bay chiến đấu này đóng vai trò quan trọng trong việc yểm trợ trên không cho quân đội, bảo vệ không phận Ukraine trong bối cảnh chiến dịch tên lửa quy mô lớn của Nga nhắm vào các cơ sở quân sự. Trong một diễn biến tiếp theo, Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng quân sự tư nhân Wagner không tồn tại. Tổng thống Nga Putin ngày 13 tháng 7 cho biết luật pháp Nga không công nhận sự tồn tại của các công ty quân sự tư nhân, trong đó có Wagner. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant, ông Putin đã được hỏi về cuộc gặp gần đây giữa ông và chỉ huy của lực lượng Wagner. Phát biểu với báo chí, ông Putin cho biết chúng tôi không có luật về các công ty quân sự tư nhân, vì thế lực lượng Wagner không tồn tại về mặt pháp lý. Đây là một vấn đề riêng biệt liên quan đến sự hợp pháp hóa, cần được Duma quốc gia và chính phủ giải quyết, một câu hỏi khá phức tạp. Chính phủ Nga từ lâu đã giữ quan điểm này khi được hỏi về công ty quân sự tư nhân Wagner do thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin đứng đầu. Theo RT, sự tồn tại của Wagner trên thực tế chỉ được quân đội Nga thừa nhận khi nhóm này tham gia cuộc chiến ở miền đông Ukraine vào năm 2022, đặc biệt là khu vực Bakhmut. Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết vào ngày 29 tháng 6, tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với người đứng đầu tập đoàn Wagner và các sĩ quan chỉ huy của PMC Wagner. Tổng cộng có 35 người đã được mời tham dự cuộc họp để thảo luận các sự kiện liên quan cuộc binh biến ngày 24 tháng 6, cũng như các vấn đề về công việc tiếp theo, ông Dmitry Peskov cho hay. Nói về cuộc gặp này, Tổng thống Putin cho biết, tại cuộc gặp tôi đã đưa ra đánh giá về những gì họ đã làm trên chiến trường và những gì họ đã làm trong sự kiện này vào ngày 24 tháng 6. Tôi đã cho họ thấy những kịch bản khả thi về cách họ có thể tiếp tục phục vụ kể cả trong chiến đấu. Tổng thống Putin cho hay ông đã đề nghị họ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới quyền của người chỉ huy mà họ đã phục vụ trong 16 tháng qua, nhưng ông Yevgeny Prigozhin nói rằng họ không đồng ý. Trong một diễn biến tiếp theo, Wagner giải cứu thợ mỏ Trung Quốc ở châu Phi. Lực lượng lính đánh thuê Wagner cho biết đã giải cứu và sơ tán một nhóm thợ mỏ Trung Quốc ở trung tâm châu Phi khoảng 2 tuần trước. Giới phân tích cho rằng việc này báo hiệu nhóm bán quân sự Wagner đang tìm cách xây dựng lại hình ảnh sau khi gây chấn động bằng một cuộc binh biến ở Nga vào tháng trước. Theo tờ Svetlana Morningsport, lực lượng Wagner đã đăng tải hình ảnh và tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội Telegram vào tuần trước. Sự việc diễn ra tại một mỏ khai thác gần thị trấn Bambari, Cộng hòa Trung Phi hồi đầu tháng này, khi 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 2 người bị thương bởi các tay súng không rõ danh tính tại một mỏ vàng ở phía bắc Bambari.
Lực lượng Quainer nhận được thông tin tình báo vào ngày 1 tháng 7 cho biết có một cuộc tấn công do các tay súng địa phương lên kế hoạch. Theo tuyên bố của Quainer, Đại sứ quán Trung Quốc đã sớm liên hệ với nhóm này để được giúp đỡ. Hôm sau, lực lượng Quainer cử người đi tìm những người thợ mỏ và thấy họ đang tìm nơi ẩn náu trong một khu rừng gần đó. Quainer sơ tán nhóm thợ mỏ Trung Quốc đến thủ đô Banjul 2 ngày sau đó. Các bức ảnh được đăng tải trên Telegram dường như được chụp sau cuộc giải cứu, cho thấy khoảng 10 công nhân Trung Quốc đứng cạnh một số tay súng Quainer. Hoạt động giải cứu trên được tiến hành chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mời 35 chỉ huy của Quainer tới Điện Kremlin dự cuộc họp ngày 29 tháng 6 sau cuộc nổi dậy của lực lượng này. Người phát ngôn Điện Kremlin trước đó cho biết cuộc họp được tổ chức để thảo luận về tương lai của Quainer, tuy nhiên không rõ liệu cuộc họp ở Điện Kremlin có thảo luận về hoạt động của công ty quân sự tư nhân Quainer tại châu Phi hay không. Tàu SMP cố gắng xác nhận hoạt động giải cứu với Đại sứ quán Trung Quốc ở Bangui, nhưng không nhận được phản hồi vào tối 12 tháng 7. Đa nguồn tin quân sự Trung Quốc nói với SMP rằng việc chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc tìm kiếm sự giúp đỡ từ lực lượng an ninh tư nhân địa phương để bảo vệ công dân Trung Quốc và tài sản ở nước ngoài là điều rất phổ biến. Thiên Bộ Châu, cựu lính đặc nhiệm Trung Quốc có thâm niên 17 năm đảm bảo an ninh cho các công ty của nước này tại các vùng chiến sự ở Trung Đông và châu Phi cho biết, đối với Trung Quốc, đây chỉ là một trường hợp không thường xuyên. Công ty Quainer không phải là lựa chọn an ninh duy nhất ở châu Phi, Trung Phi. Thế nhưng, hoạt động lần này có thể rất quan trọng đối với Quainer khi lực lượng này đang nỗ lực mở rộng hoạt động ở châu Phi, giàu tài nguyên. Cựu lính đặc nhiệm Trung Quốc nói và cho biết ở châu lục này cũng có lính đánh thuê của các công ty Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ấn Độ. Tương tự, ông Châu Thần Minh, nhà nghiên cứu tại Bắc Kinh cho rằng việc tiết lộ có thể là một thông điệp có chủ ý từ công ty Quainer rằng họ đang tập trung lại và hoạt động ở châu Phi.